Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải anh em ơi. Ở lần này thì Khải sẽ cùng anh em đấu giá vật phẩm công thành chiến nha anh em. Vừa rồi thì ba lần đầu tiên băng ngáo cũng như là đại mấy chủ đại Sơn Hà này chứ. Sau khi gộp sẽ thành đại Sơn Hà và băng ngáo ăn được thành Lâm An và cũng thu lợi là một ít lợi phẩm, và bây giờ thì ngáo sẽ đấu giá cho anh em xem nha. Anh em ơi, tuần vừa rồi thì ngáo ăn được Lâm An và thủ thành công tiếp tục đó là Biển Kinh và lợi ăn thêm thành Phượng Tường nè. Đó. Rồi bên bác thì không được ăn được thành lớn nha nè. Bằng mình bên này chủ đạo cố gắng ăn thành lớn thì ok, giờ là thành công rồi. Và được phần thưởng rồi nè em ạ. Đó, chính là phẩm nè em ơi. Đó, ok. Ok anh em ơi, bây giờ chúng ta sẽ vào phiên đấu giá nè em ơi. Em sẽ x3 cho anh em đấu luôn nè em ơi. X3. Rương này thì nếu mà em nghĩ rương này thì Nhu Tình Định Quốc Ông Bang. Một rương này chắc khoảng 200 xu thôi nè em ơi. Em sẽ cho 600 xu lên 100 xu. Rồi anh em lên em ơi. 3 rương nha anh em, x3 nha anh em ơi. Đó, anh em đấu đi anh em ơi. Nhu Tình Định Quốc Ăn Bang này nội anh em 2 kim, Đông Phương Bại. Ừ. 2 kim. Rồi mở ra sẽ được là 3 rương đúng rồi anh, 3 rương, 2 kim. Đó. 2 kim, 3 rương dành cho Linh Đông Phương Bại. Đó. Nói chung lần đầu tiên mình phải có thu nhập vào đó mới có lương cho anh em cao nữa. Ôi rương đụng tiếp tục em ơi, 2 kim. 3 rương, 3 rương trong bảo. Anh em xem like, anh em trên cùng đợi nha. Khải Trương Tâm Phan tách bơ tôi dùng cái Trương Tâm Phan ơi. Trời ơi, ông bơ tôi tùm lắm. Một kim 8 rương hả? À? Bên kia một kim 8 rương bên nào gơi vậy? Bên nào một kim 8 rương gơi vậy? 2 kim lần 1. 3 rương, 3 rương trong bảo. Anh em xem like, anh em trên cùng đợi nha. Bên kia chính là đấu kiểu đấu cho có anh em hỗ trợ nhau. Rồi, 2 kim lần 1. 2 kim lần 1. Cái này hiện tại cái khả năng làm video luôn nha anh em. Mình cứ đấu thoải mái thì chốt giá xong xuôi đến đó thôi. 2 kim lần 2. Nếu mà nó ra ăn ra được ăn ban thì lời, một món ăn ban là lời. Cứ một món ăn ban là lời thôi. Áo đâm tâm bỏ hơn. Áo phục hồi 50 là lời. Rồi, giao dịch anh ơi. Giao dịch anh lên ơi. Giao dịch anh. Giao dịch. Cứ trải nghiệm thôi. Giờ xem mà mới là biết đâu. Tất cả đều mới. Hai kim. Đã đều mới rồi, cũng đều lọn hết, cũng biết như ra gì. Ba rương trong bảo. Hai kim. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Hiện tại chúng ta sẽ có tiếp tục. Đó là 12 viên thiệt tinh. 12 viên thiệt tinh nha. X12. Trung bình 200 xu một viên thì sẽ là 2k4 xu. Lên 100 xu một lần đấu. Đó. Tương đương 200 xu một viên. Rồi anh em nào cần thiệt tinh đấu lên đi anh em. 3.000. 3.000. 12 viên. 3k cho Khải. 3k anh em ơi. 3k, 3k su, 3k su, 3k su. 3k lần 1. Khải cần thiệt tinh nên Khải đó thôi nè. Mình đó 250 á, anh em nào hơn thì nhường. Đó. Trong không tính toán gì nữa khổ. Sao anh? Cái túi vừa rồi đấu được cái gì ấy? À, anh mở đó, em biết đâu, anh Đông Phương bảo anh mở đó. Anh mở ra được cái gì anh Đông Phương ơi, để lại cho em một túi 700 xu. Cái đó là 1.12. Anh kích rồi. Mở ra là 12 viên, anh đọc là 12 viên mà, hiểu không? Không ăn em ơi. 12 viên thôi. Cái đấy là mở ra random các loại à anh hay ghi là lại này. Nào? 12 viên là 4 này, ghi rõ luôn. 12 thì tin. Rồi, 3 kim lần 2. 3 kim lần 2, có 12 viên thôi. Đấy mỗi cái túi mở ra được một cái ăn thang 7 ngày. 12 viên dân 3 kim lần 2. Rồi, không ai lên, Khải chốt cho nào. Đó, tôi đường 250. Ai lên thì Khải nhường thôi. Mình cần mà. 21 tháng 8 đến 1 tháng mới hết hạn. Cứ đỡ này cho đẹp anh em. Đó, 21 tháng 8 luôn. Ba kim bỏ ra nha. Đó. Rồi, tiếp tục.
vũ khí trang bị 6 dòng, X3 trang bị 6 dòng. Hiện tại bây giờ thì như Khải thấy thì khoảng vũ khí hiện tại nó rẻ thôi, 500 xu, lên 100 xu anh em nào trải nghiệm phải lấy. Rương vũ khí anh em X3, 3 rương 500 xu. Rương vũ khí anh em, rương vũ khí anh em, 3 rương 500 xu, tương đương là khoảng 150 một rương anh em. Anh em đấu đi em lấy mở anh em ơi. Hồi trước một rương tụi em đấu là 2 kim á, tầm này chắc không ai đấu. 500 xu. Trời rương này không ai đấu nữa thì sẽ thành tam thánh búp nha anh em. Em lấy đó. Ừ, đó, rương vũ khí luôn anh em. Cái gì một cái 500 xu. 3 cái 500 xu. À, 3 cái 500. Đúng rồi, 3 cái 500 rất rẻ luôn. 150 xu cho một cái thôi, anh em đấu lắm mà mở đi. Đó. 600 xu cho anh Cún. Ba rương này bèo lắm, nếu ra thị trường phải 1,5 kim anh em. Ít nhất phải 500 xu một rương. Tầm này thì rẻ rồi, không như hồi trước được. Đừng cho một cái. ba cái mới có 500 xu thôi gì? Đúng rồi. Là 6 cái. Rồi, 3 cái 1 kim. 1 kim cho anh Tâm Thánh. Đó, phải là 3 cái chứ đừng có 1 cái chứ lộn xộn ơi. Anh đấu anh lụm luôn 3 cái. Đó. 3 cái 1 kim. Đó. Còn anh muốn mua một cái thì có thể ai đâu giá được thì anh có thể bi em riêng anh xin anh mua lại một cái. Đó. 3 cái 1 kim. 1 kim lần 1. Rồi chúng ta tiếp tục anh em ơi. Đại phiên đấu giá ngày hôm nay khá là canh anh em ạ. Những vật phẩm này nói chung là không ai thèm đấu luôn anh em, tại vì đủ vũ khí rồi. Giờ ai muốn trải nghiệm, ai muốn mở thì mới đấu thôi. Một kim cho 3 rương vũ khí hồng kim, quanh 3 rương vũ khí tiến 6 dòng. 3 rương vũ khí hồng kim tam thánh đủ chất luôn. Ai một cái nha, anh đâu đánh ơi. Chốt anh ơi, dạ. Tâm Thánh ơi, chị em một cái nha. 3 rương. Chị em một cái, Tâm Thánh. 3 vô rương. Rồi, 3 rương 6 dòng giao dịch anh ơi. 1 kim. Đó, cho anh em giải trí nha. Còn tầm này thì thiệt là không ai đấu đâu. Khải cũng không thèm luôn đâu. Đấu gì nữa đâu, giao dịch anh ơi. Đó. Rồi. 1 kim. Đó. Rồi ok xong. Và bây giờ này chúng ta sẽ có đây là 6, 12, 24 viên tinh hồng. 24 viên tinh hồng nữa Khải sửa lại cho nó. 24 viên tinh hồng cho nên 4 bộ. X4 bằng 24 cục tinh hồng. 24 cục tinh hồng thì ví dụ trung bình một bộ 100 xu thì đấu như này khoảng 200 xu lên em ơi, 200 xu lên 50 xu. Đó. 4 bộ khoảng 400 xu thôi. Đấu đi anh em ơi. 12 đúng rồi. 4 bộ anh em ơi. 4 bộ. Đó, 400 xu. Trung bình 100 xu một bộ. Có chứ, hôm nay đánh băng mình ăn thành lớn và băng lờ ăn thành lớn mà anh em, ăn thành con mà. Anh Linh mở được gì anh Linh ơi? Nhu tình hả? Được gì lời không? Không. 400 xu lần 1 cho Tam Thánh. Nghĩ em cứ như nào thôi. Đúng rồi. Mới mà. Còn là cái đấy là nó mới. Nó giam đun. Nó giam đun mà. Em mang nhu tình định quá. Hiệp cốt. Đúng rồi. Nó giam đun mà. 400 xu lần 1. 400 xu lần 1 cho Tam Thánh. Ngon. Đau khỉ kìa. Đó ngon. Đau, 4 xu lần 2. À, Tâm Thánh ơi nhường em. Tâm Thánh ơi nhường em một bộ anh bị em lên đảo lại nha Tâm Thánh ơi. À khỏi em có. Được. Em có. Rồi giao dịch chốt anh ơi. Em có rồi. Em vừa nhìn lại đường. Do nãy em lên đảo em tài tử gì à full máu. Có ngày 10 máu 45k. 45k mấy không nhanh chết gì ông nào. Ờ không vẫn châu em vẫn châu. Nhưng vẫn châu hơn hồi xưa. Đó. Vẫn châu hơn xưa. Anh vẫn trụ dù tốt mà. Nhồi máu trụ tốt mà. Không, cũng bình thường thôi không phải là nhanh chết. Bữa sau like thì cho em theo đánh luôn đi. Chứ like mà đứng như chỗ không. Theo đánh. Đưa em theo đánh thì ai phụ bên chắc bên kia. Đúng không. Em phải theo một cái cánh nào đó chứ. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Nãy là Khải giao dịch gì mất tiêu rồi ta.
Nãy mình giao dịch gì 3 kim mình mất tiêu ta. Đúng rồi, 12 thiệt tinh. Nên phải mua 12 thiệt tinh 3 kim phải gửi vô danh sách đó. 3.000 xu. Rồi, để tiếp tục anh em ơi. Hiện tại phiên đấu giá này khá là lâu rồi. Khải cũng đang muốn chờ đợi những anh em này nọ lên đấu giá cái ngựa cho nó vui. Mà không ai lên thì thôi nha anh em, chúng mình không biết nha. Tiếp tục. Hiện tại bây giờ là còn nhấn vào chuột phải sẽ nhận được nhiều vật phẩm giá trị. Cái này thì có kinh nghiệm rồi đúng không ta? Được Khải đọc lại cái này ơi. Cái nào? Cái hộp đó hả? Ừ. Cái hộp công thành chiến gì đó nè. 30 triệu. Ôi. Mỗi ngày ăn một cục. 30 triệu luôn. Ngon dữ ta. Thôi không cần đâu em ơi. 30 triệu đó. 30 triệu. Phát cái gì? Cái này đó ai ai cần thì đâu chứ cần nghiệm phát. Kinh nghiệm cần tầm này 100 bốn mấy cần nghiệm phát. Ông bên phát một tuần đang ngồi chi mấy công vậy? Cứ đấu giá giống nó phát. Ừ, một ngày một cái. Giờ phát hả? Có thời hạn không? À, thời hạn 3 ngày, thời gian 3 ngày. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cần bao nó đúng á, cần bao nó đúng á. Cần bao nó đúng nha. Có 3 ngày thôi. Rồi ok, hợp lý. Trong Discord mình là bao nhiêu, còn lại bao nhiêu thì anh em muốn đấu cho ạc xe thì cứ đấu. Đúng rồi, được rồi. Hiện tại bây giờ công thành lúc nãy. Đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30 người đánh công thành hôm nay. Ok nha. 30 người mà trong này là 45 bao là sẽ phát mỗi người đi công thành 1 bao và còn lại 15 bao sẽ đấu giá, ok chưa? Ok. Mỗi lần là 2 bao đi. Ừ, 2 bao đi. Má 2 bao mất thời gian quá thiệt luôn anh em. Đủ cạnh thiệt chứ. Bây giờ 5 bao đi. Lần 5 bao đi. Tại vì thời hạn có 3 ngày. Ờ, có 3 ngày. Nhưng mà nay đấu giá 5 bao xong người ta nuốt, nay đấu giá 2 bao cho người ta mới tại vì mình đánh. Một lần mấy ngày? 1, 2, 22. Rồi đấu giá một lần là 3 bao 3 ngày. Rồi anh em tự tính nha. Ừ, anh em tuôn đi, không đủ rồi, nhiều lắm. Còn cái kia là 30 công thành thì lúc nhận lương thì sẽ nhận thêm một túi này cho nó vui nha anh em. Cần bao nó đúng á. Tại vì Khải là tưởng một tháng như những con ngựa, những con mắc đồn kia. Người thì 7 ngày, mà cái túi này có 3 ngày thôi nè. Túi này có 3 ngày à. 25 tháng 7. Ok, hợp lý. Triệu like. Đây, 3 bao, 30 triệu một túi thì cho anh em 50 xu đấu giá vui tầm này, không biết thua đâu mày. 50 xu, ít 3 nha. Ít 3. Rồi 100 xu lên, lên 10, xong. Rồi, 100 xu lên 10, ai lên 100 lấy. Lên nè, 3 túi, 100. Ít 3. Cái túi đấy đúng không? Đúng rồi, túi này anh, cứ một túi là cán được 30 triệu á, một ngày á. Đó. Cái gì chẳng không? Ai biết được cái gì, được kinh nghiệm đó, nó báo được kinh nghiệm không mà. 200 xu. Được một phẩm giá trị nha, test một cục thử đi. Thì đỡ anh em tự test đi mà. Test làm gì, anh chưa mở lần nào. Đi. Đó nè. Nhận gì đây, nó không có được vật phẩm giá trị ghẹ. Nè, mỗi phần quà chứa 30 triệu. Mỗi nhân vật sử dụng một hộp trên một ngày xong. Trong cái vật phẩm gì giá trị đó. Đó. Chỉ kinh nghiệm thôi. Ừ. 200 lần 2. Đó nè, đó nè, Khải test cái của Khải nha. Anh em coi, một cái của Khải. Rồi, 30 triệu, đó, không có gì nha. Đấy. Rồi, tiếp tục. Rồi, chốt anh ơi. Chốt, 300. Tiếp tục tuần mới. 200 rồi ạ, ok, 200 tiếp tục. Lần 1. Vì nó yêu cầu một ngày ăn được một cái thôi nè. Không có được nhiều. Thà nó không yêu cầu á, thì nhiều anh em đấu được. Nó yêu cầu 200 hả? Ừ, 200. 200 ba túi. 200 lần 2. 200 lần 2 trước rồi, 200 lần 2 trước cho Đông Phương bại rồi. Chờ tuần sau đi anh em, hoặc là lên 10 xu. Hoặc là lên 10 xu. Rồi. Tuần đầu. À, 30 túi này sẽ được phát được khả cái vô sẵn 30 túi. Đấu gần anh mất lương 30 người. Anh không biết mấy cái vụ đây. Trời nãy giờ nhiều đó không thấy lên mà inbox rồi không thấy lên. Đâu đánh cái đó anh lên cấp 160 cho nhanh rồi mới bình. 201. Rồi chốt cái gậy 201. Giao dịch. Giao dịch tiếp tục tuần mới này em ơi. 100 xu lên. Hiện đây giao dịch này. 100 cho Tam Thánh. Giao dịch. Có con ca đấy. 200. 200, 201, hãy cứ quyền sắp này. 15 túi này. 200. 201.
Rồi tiếp tục. Thống kê trên phòng thông báo nha anh em ơi, 220. Đó, đàn đầu giá quá là căng thẳng nè em ơi. 220. Mà không được gì anh em ơi. Kinh nghiệm 30 triệu. 220 lần 1. Rồi chốt tâm thánh. Chốt anh đây. Mấy cái này thì nhanh trong qua đi anh em ơi. Ai muốn lên thì đấu sàng sạc nè, nhanh luôn em. Còn không thì chốt nhanh luôn em. 21 anh giờ tâm thánh này, giao dịch. Tiếp tục tuần mới. Đây là mình đấu cho anh Tung Ca nha anh em. Anh đủ tốt chăm số 10 thì đấu được đỡ cho anh này. Tâm tâm thánh 202. Còn có anh. 202. Rồi. Tuần mới đi anh em ơi, 201 Hoàng Dung. 21 Hoàng Dung. 21 Hoàng Dung. Rồi, chốt 21. Giao dịch anh ơi. Tiếp tục tuần cuối cùng. Hoàng Dung giao dịch anh ơi, tương nhiên Nam Cao Minh Tử. 100 cho Tâm Thánh. Hoàng Dung. 200 cho Cuốn. Hình lúa giao dịch gì ta? Lúc ông làm như vậy, đứng như dịch vậy ta. Từ lúc ơi. Hoàng Dung dịch này. Anh lúc đâu à? Lúc giao dịch gì vậy ta? Hoàng Dung 201 này. 201. Mút sâu. Cộng. Rồi, tuần cuối sau này. Đợi tí anh ơi. 201 giao dịch Giáng Lượng ơi, giao dịch anh Cường ơi, anh Tùng ơi. Chốt. Mà cái này không có điểm anh em ơi, cho nhanh giùm em cái. Rồi, anh Tùng ra cái lượng giao dịch. Anh giới thiệu cùng lựa chanh lúa rồi cả. Thường đang mang nè, lúa đâu online đâu, Discord mà giới thiệu. Người tao phiến kháng cả 7 ngày. Chờ anh Tống Kim á. Chờ anh Tống Kim. Ok, để em cắt vô em cho em mượn 201. Anh khỏi lộn tiền nè, cái túi này được phát lương nè. Để bỏ trong này tiếng dịch nè. Cho anh mượn 201 nè. Rồi. Tiếp tục sẽ là lỡ ba con thành. Tiếp tục sẽ là lỡ ba con thành nha. Hiện tại cái này á, nhiều anh em mới chưa hiểu vấn đề. Hiện tại bây giờ Khải thông báo anh em luôn, lỡ ba con thành này nha. Đó, lỡ ba con thành này sẽ là mở ra được 2 đến 5 triệu hình xui random. Sẽ ra được rương bảo rương trong bảo hoặc là rương nhu tình định quốc random hình xui có thể ra. Cái này Khải nói là hình xui tỷ lệ có thể ra hình xui nha. Mở ra 50 vạn. Nếu mà được 50 vạn á, hoặc là anh em đấu giá được, cái tiền vạn này sẽ giao ngược lại cho ban để chuẩn bị tiếp tục trận công thành tiếp theo. Nên là cái giá đưa ra 20 túi này rất là rẻ, chỉ đỡ cho anh em nào muốn lấy kinh nghiệm và muốn trải nghiệm cái hồn kim môn phái, hoặc là sau này em hồn kim môn phái anh có muốn trải nghiệm mở ăn ban như tình định quốc thì có thể mua. 20 túi này thì tương đương là như hồi xưa giờ, 20 túi bằng một kim lên 50 xu đó, tiền vạn trả lại ban. Tiền vạn là mở ra 1k này, 1k vạn này trả lại ban đó. Anh em nào muốn trải nghiệm thì lên, còn không thì sẽ có người mua. Lên em, một kim 20 túi là tương đương là một túi là khoảng 200 xu hay gì nhiêu ta. Một kim chia 20, một kim nếu mà không ai đó thì Khải sẽ hạ thôi, chia cho 20 túi thì một túi khoảng 50 xu đó. Một túi khoảng 50 xu anh em nhận là được là từ 3 đến 5 triệu và có thể mở ra ăn ban như tình định quốc đấy. Còn 20 túi này sẽ trả là ban 1k vạn đó. Một ngày ăn được 50 túi nha anh em. Một ngày được 50 túi, nó ghi luôn. Mỗi ngày 50 túi. Trả là trả 3 người cho trả 3 này. Ngày 50 túi trên ngày. Được thấy bị em phong ca, phong ca biết gần đủ chưa? Chứ cái này là phong ca chốt từ đầu đến cuối luôn, là không ngừng ngày nào luôn em. Chỉ anh em chỉ việc không đó thì anh phong ca anh lượm hết. Đấy. Game. Hello anh em mới vô nha. Ủa nó dài quá nè mày. Nó dài quá nó không chọn nè mày. Ừ phong ca mở nhiều lắm. Nói chung là anh em không lấy anh lấy à. Anh nói rồi mà. Nhưng mà anh em xem đấy thì theo anh cái đấy là nhiều bằng chỗ anh để chỗ vua tốt không anh bỏ ra anh ấy trả lại ban. Đó xưa giờ là như vậy. Xưa là như vậy. Một kim cho anh Tú anh Cún. Một kim nhân tuấn, cái này á
cái phần thưởng của mình công thành á, là cái quan trọng là cái này nè em ơi. Anh em đấu giá lương càng cao thì anh em càng có lương cao, còn ví dụ như cứ một kim đứng hình như thế này thì lương anh em chỉ là trung bình từ 500 đến 700 thôi. Còn hồi xưa á, 20 túi như thế này bọn em đấu 3-4 kim lận là lương anh em có thể lên đến 1 kim đến 2 kim trả sau một trận công thành. Đấy. Còn tầm này ít thì đấu giá ít thì lương thấp thôi, chứ còn em đâu có quyết định được cái lương của anh em, chỉ việc vào đấu giá thôi. Một kim cho anh Cún, chứ anh em không lấy cũng có phần càng lấy một kim mà. Rồi giao dịch 20 túi đầu anh Cún ơi, giao dịch cho em một kim luôn, quên một cái dạng luôn, anh có sẵn luôn giao dịch luôn, không anh cắn xong anh đưa em. Rồi, giao dịch anh ơi, tiếp tục tiếp theo anh em ơi. Túi tiếp theo giao dịch, tuần đầu tiên một kim, khai ghi cập nhật của nó 190 bao 20 một kim này, đợi tí này. Rồi 1000 xu túi 20 túi đầu tiên giao dịch anh ơi. Rồi, anh có các bạn thì vứt qua một ca luôn là thoải mái luôn, một ca với một kim với một ca dạng là xong. Còn không thì anh xong anh đưa em, không sao hết. Đó, xong, đó, cứ vậy thôi. Anh Phong đang đưa top lúc rồi nè. Em không biết anh Phong có cần nữa không, tại vì tuần trước là giao dịch cho anh Phong là gần 280 bao rồi. Là một ngày chỉ 50 bao thôi, tính ra anh hết rồi. Tại bây giờ là hơn một tuần rồi nè. 260 bao đi. 250 bao hết 5 ngày rồi, anh Phong ca hết rồi. Khẳng định Phong ca hết luôn rồi. Độ mình nhắn tin anh không trả lời mới nói chứ. Chứ thường thường mấy cái này là anh thu hết. Thôi giờ cứ đấu đi. Em cứ thoải mái đi. Anh em nào không đấu nữa thì của anh thôi. Anh em đấu tiếp tục nè em ơi. Một kim 20 túi nè em ơi. Chứ anh hết túi chắc rồi. Anh hết túi chắc rồi. Ngày anh được 50 bao thôi. Đúng rồi, ngày anh được 50 bao. Tối nay mà anh phát là mai anh tiếp này. Giờ anh là mai anh tiếp này. Đúng rồi, chính xác. Anh liệt hai cái này. Đồ ai có số phòng ca, anh chưa ăn đâu, ngày hôm nay anh chưa ăn đâu. Má mình nhưng tin anh không trả lời, ghê. Nói chung là ưu tiên cho anh lên 120, 160 nữa. Một ngày anh 50 bao là gần 300 triệu rồi, ít đâu. Gần 300 triệu á. Rồi ok, 173 ghi dành nhà AK này. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục, đó là tối phiến. Tối phiến của dòng sáng, tối phiến cấp 5 hiện tại đang bị lỗi thôi. Cấp 5 vòng sáng 7 ngày 2 kim lên 100 xu. Anh em mua trải nghiệm anh em ơi. Thôi 1 kim đi cho anh em lên 1 kim. 1 kim anh em ơi, 7 ngày có vòng sáng nha anh em. 1 kim 7 ngày em lên 2 kim. 2 kim anh em ơi. Anh em hỏi đâu nhiều người vậy? À thì anh Thành Lâm An được 2 con và Phương Tường được 2 con nữa mà hai bang chia nhau mỗi người một con anh em. 2 kim 7 ngày anh em ơi. Phi dân 7 ngày anh em ơi. Nó có vòng sáng ở dưới chân thôi. Đúng rồi anh ơi, vòng sáng dưới chân có. Vòng tím tím. Phải cứ đeo anh nhìn tất nè. Hiện tại bây giờ là đang bị lỗi không đeo được anh ơi. Tí nữa sẽ báo ra đơ. Hiện tại con người đang bị lỗi. Để em test rồi. Con này đang bị lỗi. Con này đang bị lỗi. Ông nhìn cái con của tôi này. Nhấc ra này. Bây giờ nó mất. Bây giờ nó mất vòng chưa? Đấy. Khi tôi đeo vào phát nó lên cái vòng tím tím ấy. Đó. Như cái vòng sáng này của tao mới là đẹp. Hai kim lần một. Khải mua cho xe trải nghiệm nè, tại vì Khải cũng đang mang phi dân mà. Lỡ ông đấu được con kia cũng có phi dân mang chứ. Đông. Là mấy hai bên này nếu mà những cái con này mà nó có giá trị để đấu cao là phải có cái gia hạn đấy. Đúng rồi anh, có gia hạn. Đấy, thư bên anh ấy, có gia hạn này. Đây em mua trải nghiệm rồi, hai kim bình thường rồi. Hai kim lần hai. Rồi, em không ai đấu con này nha, không ai đấu con này đúng không? Hai kim lần hai anh em ơi. Hai kim lần hai. Đó. Hôm nay được mớ đồ anh em ơi. Rồi, hai kim lần ba, chốt. Em sẽ bỏ trong rương. Em bỏ hai kim ra, ok chưa? Đó. Bỏ vô. Mình không mang cho người khác, cho xe mang. Rồi tiếp tục, hàng hot. Hàng hot trong ngày. Cấp 5 tối phiến 3 kim lên 200 xu. Lên em ơi, 3 kim 200 xu 7 ngày.
phòng sáng tới phiến nha Nam. 3 game 2. Ba game 2. Gom đánh từng nhà mua máu luôn. Gom đánh từng nhà mua vòng luôn. Vòng luôn luôn ông ơi. Ba game 2. Không ai mua vương tiêu hai con luôn đi à. Em mua 4 kim. 4 kim. Bốn kim anh em ơi. Khá đẹp. Mình mua trải nghiệm một tuần cũng được anh em. 4 kim anh em ơi, con này 500 máu. Đó. 7 ngày nha mọi người, con này 7 ngày nha anh em. 4 kim anh em ơi. 4 kim. Ra cận vàng. Mấy thành á? 2 thành em ơi. Anh cuốn rồi, có rồi, đấu luôn à. Anh đấu trải nghiệm anh em. 4 kim là 1. Không, đẹp trai không? Đổ lên con người đẹp trai liền lắm. Cái vòng tím này không thể đẹp bằng cái vòng. Cái vòng con phi dân cũng đẹp lắm nha. Điều anh em hôm nay cũng đấu với con phi dân cũng đẹp lắm. 4 kim lần 1 anh em ơi. Mình nhớ chơi cái vòng này còn đẹp hết. Bắt kiểu phong chạy đi đâu em? 4 kim lần 1. 4 kim lần 2. Vòng này vòng băng chủ ấy. Vòng giống em nè, vòng băng chủ nè. Tâm Thánh cũng có, bữa em xin tâm đó, Tâm Thánh có nữa nè. Anh cho cặp thân này 2 cái tôi. Rồi, 4 kim lần 2 không ai lên em chốt nha anh em. Rồi em mở 4 kim vô ra, em mang ngựa luôn. Đấy nè. Đây em giao dịch mà 4 kim nha. Đây, em vừa xô về kia rồi chốt. Lấy kim rồi hả? Còn một con nữa, mình 2 con lận. Tiếp tục con mới nè em ơi. Tiếp tục con mới. Một con đầu tiên sẽ là 4 kim, tiếp tục con mới vẫn là bông tiêu anh ơi. Một con là 4 kim xu nè, 4 kim xu nè, tiếp tục cả một con nữa nè. Đây, tiếp tục anh em ơi. 3 kim. Mình muốn trải nghiệm anh em. 3 kim. Hôm nay sẽ tách AK. 3 kim anh em ơi. Chẳng gian. Em đốc xu em trả con người này cái đã. Trả tiền con người này 4 kim cái đã. Mình có trải nghiệm thì mình mua thôi nè. Quan trọng những vấn đề này. 4 kim. 4 3 kim, 4 kim màu anh. 4 kim màu anh. 7 ngày nha anh em, lưu ý là anh em kích vô là thấy cái hạn sử dụng 7 ngày nha. Rồi, hạn sử dụng 7 ngày được. Rồi, 4 kim bỏ qua này. Đó. Rồi, hết kim luôn. Lắc này. Rồi, luôn. Này, em từ quên luôn. 4 kim lần 1. Đi ông ơi. 4 kim lần 1. Bốn kim lần 2. À 4 kim 2. 4 kim 2. 4 kim 5. 4 kim 5 lần 1. 4 này 7 ngày anh em ơi. Mang vào là thành ông hoàng 7 ngày. Ông quang lên. Chạy vòng tiêu sang Valor. Đúng rồi Tà ơi. Chẳng tiêu đèo nên quá đẹp trai luôn. Quá đẹp trai luôn. Ghé ở đâu? Bốn kim nam lần 2. 30 giây này không ai lên chốt. Bốn kim nam lần 2. Rất đẹp luôn. Rồi, chốt mà anh Bảo ơi. 4 kim 5. Giao dịch người anh em. 4 kim 5. Đó. Con ngựa thứ 2, 4 kim 5. Rồi. Viên 2000 xu. Quang ơi, cho anh cái sao đi Quang ơi. Ok anh em ơi. Rồi xong. Ủa cái gì vậy? Vì sao vậy mà anh Bảo ơi? Nhìn lại. Mà anh Bảo lúc nãy đấu dòng
tiên phong một cấp của bang này nè. Đó, giờ quất thêm con ngựa 4.5 nữa. Nói chung là ok. Chơi được trải nghiệm. Trải nghiệm một thì... đó. Ok anh em ơi. Rồi, cập nhật danh sách đã thành công anh em ơi. Cập nhập danh sách đã thành công công thành chiến này nọ nha. Đỗ Khải tính toán hôm nay âm thắng thua bao nhiêu rồi sẽ phát lương tiếp tục nha anh em. Rồi ok, cảm ơn em đã theo dõi cái phiên đấu giá này của Băng Áo. Và xin chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Và đừng quên cho Khải đăng ký kênh ủng hộ cho nha anh em ơi. Hôm nay là chuẩn bị 12 giờ là ngày mới rồi anh em ơi. Rồi ok, chúc anh em à. Rồi đừng quên cho Khải đăng ký kênh ủng hộ nha anh em.